rồi máy rên mi luôn. Rồi vụt cái lưỡi này nghe bực. Không nó lộn á. Chiếc xe ra coi được không? Cái này chạy ra sướng á. Nghe nói rên mi bắt bỏ không được á. Giỡn hoài, bắt ngọt. Ủa má ơi, bò nó bự. Ai nói rên mi bắt bò không được đâu. Thôi bò con. Rồi bò luôn anh ba. Cắm, cắm đi rạn nha, còn hết nha. Rồi bò nữa hả? Rồi, ôm lên. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với shop đồ câu Lê Rạng. Thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì con máy Ryobi Runmi Blue cũng đã về đến shop nha mọi người. Chung là mấy tháng từ hôm trước Tết tới hôm nay cháy hàng. Thì hôm nay hàng cũng đã có lại, nhưng mà đợt này hàng về rất ít luôn. Số lượng là không được nhiều nha mọi người. Shop là được 5 tới 10 máy thôi. Và về duy nhất một size là size 7000. Nói chung là máy mẫu như đợt trước về, không có gì thay đổi hết nha mọi người. Một số thông số của máy vẫn như cũ nè. Size 7000 thì cái rị to nó là 5.0:1. Mắt ráp là 10kg. Cân nặng là 595g. Số bật đạn là 5+1 nha. 5+1 bật đạn và thông số vào dây. Thì nếu mà dây 0.43 thì vào được 143 phải không? Đúng rồi. 0.43 thì vào được 180m. Nếu mọi người xài dây 50 thì phải 150m nha. Chung mà tầm 60 thì cũng hơn 100m. Mọi người đánh hồ hoặc đánh sông gì cũng ổn nha. Rồi ok, khui con máy cho người xem luôn. Thì máy không thay đổi gì hết. Đó, tay quay thì vẫn là tay quay kim loại. Nấm cao su. Đó, còn mọi người muốn thay cái nấm thì bên Rạng có cái nấm kim loại nha. Đây nè, một cái này là nó thay sẵn nè. Đó, thay vô nhìn cái máy rất là đẹp nha. Thì giá của máy chúng ta đợt này là giá là 1.250.000, ship 30.000 nữa. Còn nếu mọi người lấy hai máy thì miễn ship. Còn mọi người muốn độ thêm cái nấm kim loại thế này thì thêm 250.000. Nhìn cái máy chúng ta đẹp hơn nha mọi người, đẹp hơn rất là nhiều. Đây, mình sẽ mở cái máy mà chưa thay với cái máy thay rồi lên cho mọi người xem nha. Đó, thì con máy vẫn tặng cho mọi người thêm một cái bao đựng bằng vải này, sách hướng dẫn này và hai cái lông đèn. Nó tay quay dạng ren vặn nha mọi người. Thì tay quay mọi người cứ vặn vào và đổi trái phải được nha. Mọi người nhớ để cái răng của nó đó, mọi người để cho sát vào cho đúng răng nha, đừng để nó bị lệch răng, nó sẽ hư. Người chú ý phần này. Đó, chúng ta vặn để vào và ngay găng và chúng ta vặn vào thôi nha. Tay phải vẫn được hết. Nếu bên tay trái á, thì mọi người vặn cái nắp bên đây ra thôi. Đây. Đó, vặn cái nắp này ra. Và đổi qua bên kia thì cũng vặn cái nắp lại. Cái điểm nổi bật của cái máy này, thứ nhất là tay quay, răng vặn cốt to. Thứ nhì là cái mobile máy này. Đó, mọi người vô hồ. Vô hồ mà nghe cái tiếng đặc trưng nha mọi người. Vô hồ câu mọi người để ý, nghe cái tiếng này là biết của dòng Runmi. Nó khác, nó kêu thứ nhất là kêu to nè. Và cái tiếng đặc trưng, nó khác những cái dòng máy kia rất là nhiều và rất là lớn. Nó thì như lúc nãy đang nói nè, cái này là cái nguyên thủy nha. Còn cái này là đã được độ cái nấm tay quay rồi nè. Đó, nhìn trong nó khác hẳn nha mọi người. Đó, nó đẹp hơn. Nói chung là thêm 250.000 nữa thôi. Đó là có thêm một cái nấm tròn kim loại. Đó, và cái nồi máy. Chung là nồi máy tiện CNC, nhìn cũng khá là đẹp. Đó, cái nấm chúng ta nè, nhìn cũng đẹp với cái nồi máy nha. Đó đây. Và cái phần cốt máy rất to. Đó, và cái dòng này nó kháng mặn và chống thấm nước nha mọi người. Ở phía trên này nè, nó có cái ron này,
cái ron rất là dày, rất là to luôn, nó dày ra mà nó tới phía ngoài này, nó chống thấm. Ở đây phụ tùng bên trong nha mọi người, cốt trợ lực nè, cốt to, rồi thêm hai cái vòng bi nữa, nó thêm hai vòng bi này, nó hỗ trợ cái phần mô bin chúng ta nó quay êm hơn. Đó, và phía phần dưới bát máy này có mã số của máy luôn nha, in ra băng này. Đó, công nghệ và thiết kế của Nhật, hãng Ryobi là của Nhật luôn nha mọi người, nên hàng xài cũng khá là ổn. Đó, hôm nay về được vài cái, nếu mọi người còn yêu thích cái dòng này cứ alo cho Rạng, thì bên shop đang gửi hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Thì tất cả các mặt hàng bên shop gửi đi đều cho xem hàng hết nha mọi người. Đó, nên khi hàng đến mọi người khui máy ra kiểm tra đầy đủ thì hãy trả tiền cho người giao hàng giúp shop Rạng là được nha. Đó, như đầu clip mọi người thấy cái máy này kéo bò rất là phê luôn, bò hai mấy 30 kg bắt khỏe nha mọi người. Mắc ráp của nó 10 kg, nghĩa là khi mà chúng ta siết siết cứng cái mô bin lại á, là tác động 10 kg thì cái mô bin chúng ta nó sẽ xoay đây thế này. Khi mà chúng ta siết bin lại nè, lực tác động 10 kg nó sẽ quay. Còn khi mà chúng ta bắt cá lớn á, thì khi đó mô bin chúng ta sẽ chạy, và cá lớn hơn 20-30 kg hoặc là trên nữa chúng ta vẫn bắt được bình thường nha. Đó, rồi ok, mọi người đặt hàng thì cứ alo shop Rạng qua hai số điện thoại ở trên màn hình này, mọi người gọi số nào cũng được, hoặc là lấy số qua bên Zalo nhắn tin, thì Zalo bị full mọi người lấy số và qua nhắn tin bình thường, không cần kết bạn nha, kết bạn thì Rạng sẽ không nhìn thấy được. Mọi người cứ nhắn tin, nó nhắn như nhắn tin điện thoại bình thường là được, hoặc là muốn nhanh cứ alo trực tiếp cho Rạng qua hai số này và cho địa chỉ, thì bên shop Rạng sẽ gửi hàng đến tận nhà cho người luôn, kiểm tra hàng và trả tiền. Nó thì cũng như đầu clip Rạng nói, giá con máy là 1.250.000, phí vận chuyển toàn quốc là 30.000. Nếu mọi người mua được hai máy á, thì sẽ được miễn phí vận chuyển. Còn mọi người đổ thêm cái nấm 250.000 nữa thì cái nấm và máy sẽ được miễn phí vận chuyển nha mọi người. Đó, rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ. Rồi máy ranh mi luôn. Rồi vụ cánh lưỡi này nghe bực. Không, nó lộn á. Tiếp xe lên đây được không? Cái này chạy ngày sướng á. Nó còn ngổ ghê. Rồi, về, hết giờ. Mình còn mòn cứ quýnh hết mòn gì á. Cuối ngày nha mọi người. Này là tại anh Mẫn nha. Em kêu anh Mẫn bắt á. Kêu sai người. Đâu có thay mồi, kêu Mẫn bắt. Đâu có, anh chỉ là anh chỉ anh mà. Con này nó ăn kỳ lắm. Lúc mới ra là em đã thấy cái dây nó thẳng nhẹ một cái. Em mới chạy ra đó, cái thấy nó dùng dây lại. Lộn bực bực luôn nè. Lộn. Chưa thấy mặt nữa. Cá lớn không cần bò đâu, con này còn trong giờ hồi nãy mà. Giờ thôi giờ. Mấy cái lần con cá trà tán 21 kg là xỉu luôn á. Rồi cả. Lộn. Lộn bực bực. Bực bực. Rồi cả. Xuống chưa? Bự ngang. Bự lắm á. Em nó hơi trễ chút thôi. Bò. Thế đâu đánh quá, đậu ở đâu hết. Nó lên mi bắt bò không được á. Giỡn hoài, bắt ngọt. Ủa má ơi, bò nó bự. Ai nói lên mi bắt bò không được đâu. Thôi bò con. Rồi bò luôn anh ta.
Cám, cám lười rạn nha, còn hot nha. Rồi bò nữa hả? Rồi, ôm lên. Mình đã cố tình mình nhường cho ảnh rồi. Tâm kỳ á. Quá con này bự hơn con nãy á. Không, không, không nặng hơn đâu. Không, cái đầu nó bự hơn. Cái này, nhưng mà con này